Rồi bây giờ tiếp theo mình học một số câu nữa nha. Bây hôm trước thì mình học đến là cái thời Sinh La, và bây giờ còn một số câu liên quan đến thời Sinh La này nữa. Cái quốc gia Sinh La sau khi thống nhất Tam Quốc ba cái quốc gia lại thì cái quốc gia Sinh La là quốc gia cuối cùng. Cuối cùng cái Sinh La này là nó liên quan đến hôm nào cô nói đấy, cái người mà cái ông hoàng mà tạo ra Sinh La này, xây dựng cái Sinh La này là ông hoàng đấy tên gì? À, và thứ hai là cái Sinh La này nó liên quan đến những cái gì? À, thì hôm trước cô nói rồi, hôm nay mình chỉ luyện lại như thế này thôi. Hôm trước đi đến câu 12, đây là gì đây? Cái thời Sinh La này thì ông hoàng, hay người ta nói là cái ông mà đẻ trong trứng ấy, thì tạo ra cái nước này. Và ông hoàng thứ 30 cũng liên quan tới cái nước Sinh La này nữa. Là người gì đây? Đã hoàn thành cái việc thống nhất ba nước này lại. Cái nước Sinh La là một cái ông hoàng ông mở ra là khác, nhưng mà ông hoàng thứ 30 là ông có một cái sự tích nữa, đó là ông thống nhất ba cái nước này lại, đó là Kokura và Baekje đã thống nhất, và cả Sinh La là thống nhất lại một cái. Và tiếp theo nữa là Sinh La này nó liên quan đến chế độ gì? Chế độ Hoa Lan. Và chế độ Hoa Lan thì nó liên quan đến ông tướng gì? Ông tướng này Kim Du Xin đó. Lây quay xây vòng cái thời Sinh La này nó chỉ có bấy nhiêu cái chốt này thôi. Thì các bạn chỉ biết là ai là người lập ra Sinh La và gì đây, và cái Sinh thống nhất, khi mà Sinh ba nước này thống nhất Tam Quốc, gọi là Tam Quốc đấy, đến thì Sinh La gọi là thời Tam Quốc để thống nhất lại, thì ông vua thứ bao nhiêu là người thống nhất ba cái nước này lại? Thì mình có ông vua thứ 30. Và cái tiếp tục nữa thì Sinh La này, liên quan tới Sinh La này nó có bốn cái chủ chốt, thì là gì đây? Trong cái chế độ Sinh La này, người ta mở ra cái chế độ Hoa La Chư Tôn này này để đào tạo nhân tài này đó, đào tạo nhân tài. Tiếp theo là sau xong Kuksite là thời Tam Quốc này, tiếp theo của số 13 mình học này đó. Mình thấy Hoa Lan Chê Tô, người ta hỏi xuôi hỏi ngược như cô nói đấy, khi đi thi các người ta không bê câu hỏi này, đôi lúc là người ta không bê, có lúc người ta bê câu hỏi ra đúng như ý mình, đúng như câu mình học, nhưng bây giờ người ta bắt cái này người ta hỏi cái kia. Ví dụ như trong cái nước ở cái đất nước Sinh La này đào tạo nhân tài thì gọi là cái chế độ gì, vân vân vân, người ta không có liên quan, nó hỏi hỏi câu hỏi, người ta không đặt cái Hoa Lan Chê Tôn này ở câu hỏi mà người ta đặt ở câu trả lời, thì mình cũng gì đây, mình cũng biết tại vì ở thời Sinh La nó có bấy nhiêu đó thôi, cho nên là nắm cái chủ chốt để trả lời ha, chứ không phải là người ta đi thi mà người ta gom cái từ nào cũng đúng 100%, thì trong sách trong vở thì đâu còn gọi là thi nữa đúng không. Tiếp theo Sam Cúc Si Tê đó, thời Tam Quốc của Hoa La Chê Tô này, Trang Bi Ha Tà. À, Trang Bi Ha Tà là tổ chức hay là gì đó, vân vân vân, tổ chức lập nên, vân vân vân, thiết bị để đào tạo đấy. À, Trang Bi Ha Tà này này, và gì đây, Cần Chuê Ịt Nâng, cái này là địa danh thôi, Muôn Hoa Chê Rô, và có những cái di sản văn hóa như là Vương Quốc San này, Sóc Phương Nam này, và Ta Bu Tháp này, Tưng này, Thạc Chi Cô Ít Tưng Nạ Ra ở Thi Miệt Cá. Người ta dẫn chuyện rất người nhiều, người ta còn cho vào những di sản văn hóa vào trong đây nữa này. Nhưng những di sản văn hóa này mình không nắm được cái chỗ nào cả, nhưng nắm được cái gì đây, thời Tam Quốc mà có chế độ gì đây, chế độ Hoa Lan này. Còn cái di sản văn hóa đôi khi nó rất nhiều di sản văn hóa, mình không không mình cũng không thể nắm cái chủ chốt này được đó. Cho nên là khi người ta hỏi câu này, chủ chốt A3 điểm này, thời Tam Quốc mà có chế độ Hoa Lan thì ở nước nào đây, chỉ có dạng gì đây, ở nước Sinh La thôi. Kokura cũng không, và Cô Chu Sơn thì cũng không, Bạch Chê càng không. Ừ. Tiếp theo ví dụ như ở trong câu hỏi này, người ta nói thời Sinh La, cái đất nước Sinh La đã có những cái di sản văn hóa nào, thì đây trong câu hỏi nó có câu trả lời, trong câu trả lời nó có câu hỏi đó.
Ví dụ như thế, câu đổi ngược, đổi xuôi đổi ngược. À, như cô nói, câu hỏi lấy làm câu trả lời lấy làm câu hỏi, thì mình là chỉ nắm chủ chốt nhiêu đó là mình bắt được mình trả lời thôi. À, nếu như người ta còn hỏi là ở cái đất nước Sinla này có những di sản văn hóa nào thì nó nằm ở đây: Vương quốc Sa, Sơn quốc Ôn Hoặc là Ta Bù Tháp. Ví dụ cũng trong trường hợp như thế đó. Tiếp theo, ở đây cũng có chế độ gì đó, Hoa Lan. Và tiếp theo là Mạn Tơ, Mạn Nưng In Chê. Như cô nói, chế độ Hoa Lan này đào tạo nhân tài, In Chê là nhân tài này không? Cô cho từ vựng rồi. Đó. Đào tạo nhiều nhân tài, khiêu tà là nuôi dưỡng đào tạo đấy. Đào tạo nhân tài và hang phúc trẻ cho thông minh. Đi đâu nả ra ở tiền gì cả. Có chế độ Hoa Lan, có chế độ đào tạo nhân tài thì cũng chỉ có quốc gia đấy, Sinh La thôi. Đó, người ta hỏi rất nhiều câu hỏi liên quan. Như cô nói, nhưng mà hỏi trên, hỏi dưới, hỏi sau, hỏi trước, hỏi gì đây? À, hỏi trái, hỏi phải gì thì kỳ mình chỉ nắm chắc cái ba bốn cái mốc đó là được. Hôm cô kể cho các bạn cái bản đồ đấy. À, tiếp theo cũng là liên quan đến sự Sinh La này nữa, nhưng mà tiếp theo là cô Cura qua Bẹt Chê. Hồi nãy cô mới hỏi từ vựng của bạn Thơm đấy là gì đây, là gì đây? Diệt vong là làm cho diệt vong á, mệnh mang xích khí cốt làm cho Bẹt Chê và Cura diệt vong và thống nhất Tam Quốc, Sam Cúc Thông In Hanh Nạ Ra ở nơi nào đây người ta, thì cũng chỉ có Sinh La này thôi. Rất là nhiều câu hỏi liên quan đến Sinh La nhưng cũng nằm trong bốn cái mục tiêu đó thôi. À, tiếp theo người ta hỏi đến tướng quân này, bây giờ liên quan đến ông tướng quân này này: Sinh La Si Tê Du Măng Han Chàng Quân. Đó, nghe cái chàng quân là gì? Ở cái thời Sinh La này chỉ có ông chàng quân nổi tiếng nhất đó là Kim Du Sinh thôi. À, cho dù mình không nghe được cái này, xuất thân từ cái Hoa Lan này này, xuất thân từ cái chế độ Hoa Lan đào tạo nhân tài, ông ta xuất thân từ cái gì đây, từ cái chế độ này, và gì đây, ông ta lập công lớn trong cái gì đây, việc thống nhất Tam Quốc, khưng công này. Sao mình mua nhân vật có công lớn. À, mình nghe cái thời Sinh La mà nghe tới là Du Văn Hành Tràng Quân là cho dù mình không nghe được ở phía sau người ta hỏi trên hỏi dưới như nào, đất là nước nước nào hoặc là tên gì, thì chỉ có Kim Du Sinh này thôi. Thời này quý ông có tướng quân này giỏi thôi. À, em tướng quân này giỏi. Tiếp theo lại là Sinh La. Sinh La mà là dây trang quân rồi, với vai trò là tướng quân của nước Sinh La. Đấy, nghe nói tướng quân nước Sinh La là cũng liên quan đến, nghe mang máng tướng quân là nghe nghe đến ông gì đây, Kim Du Chi này đấy. Bẹt Chê Qua và Cô Cura cũng là gì đây, ở câu này người ta là gì, làm hai nước hợp lại và diệt vong, liên hợp lại theo cái chế độ Na Tăng này hay gì đó, thì cái này mình không quan trọng, đó là người ta cách ta dẫn chuyển thôi. Ở đây thì đây cũng tiêu diệt làm cho diệt vong và ở đây thống nhất Tam Quốc, công có công, thế nên chỗ này người ta dẫn câu hỏi coi các bạn gì đây. À, không nghe được chỗ này cũng được, nhưng mà tướng quân ở thời Sinh La này chỉ có một tướng quân thôi, người hỏi à, gì đây, có công dựng nước diệt vong hay hai cái này nó na ná nhau, nhưng mà chỗ này cách người ta dẫn chuyện là khác nhau, có công lớn nhất trong gì đây, trong việc thống nhất Tam Quốc, còn ở đây là người ta nói là diệt vong và thống nhất Tam Quốc hoặc là có công lớn nhất trong thời kỳ Tam Quốc, nó cũng na ná nhau thôi đấy, nó cũng những câu hỏi nó na ná nhau, cái như cô nói nội dung nó na ná nhau nhưng mà cách dẫn chuyện người ta có thể thay đổi, thì mình chỉ bắt những chỗ này. Đó, cái ông nào mà tướng quân thời Sinh La có công lớn nhất chỉ có một cái tướng quân thôi, đây là Kim Du Sinh. Rồi tiếp tục câu số 18. Cần sang bốc tô cần chuê, ở cần chu cần sang bốc tô thì ít nưng môn che môn hoa che có những di sản văn hóa nào, những di sản văn hóa nào để ở tên cần sư ít mi cá, thì nó có những văn di sản văn hóa như là gì đây, Chôm Sơn Tê hoặc là Ta Bô Tháp hoặc là Buôn Cút San hoặc là Sớt Quân Am
hoặc là sơ gì đây, sơ ca thác tưng imida tưng isimida. Mình không nhớ thì mình nhớ là gì đây, hai cái tháp đó là gì, ta bu tháp sơ ca tháp và gì đây, bun cu sa và sơ cu nam, những cái đó là gì, di sản văn hóa mình học thuộc rồi, cho nên là có thể là mình học được bốn cái, hai cái tháp và hai cái gì đây, bun cu sa và sơ cu am là được, sơ cu nam là được. Rồi tiếp theo số 19. Người ta lại hỏi thêm một cái nữa nhưng mà không liên quan đến là cái thời Sinh La này. Thời Sinh La này còn cái một trước khi đến Kora nó còn một cái nữa, đó là Bột Hải. Là Bare. Bare là cái nước, Bột Hải là cái nước nhỏ thôi. Cho nên có khi người ta hỏi cũng có khi người ta không. Cho nên là bây giờ mình tìm hiểu thôi, lỡ đâu biết đâu người ta hỏi thì sao. Xong cái thì thống nhất Tam Quốc này thì có một cái nước nữa. Đó, nước mà nó diễn ra một thời gian ngắn thôi là nó bị diệt vong. Đó là nước Bare. Thì ở đây tiếp theo Gokura Changsu với cái tướng quân thời Gokura xuất thân từ cái tướng quân của thời của nhà nước là Kokoro đấy, và là gì đây, dù miền khoa miền ca miền can chốt yên bôn dẫn một số người dân và người dân tộc mạc ca. Ở đây thì mình không cần phải nhớ cái này, cho dù từ vựng cô có cho rồi nhưng mà khi mình nghe đó có thể nghe được cũng được, ok nghe được càng tốt, nghe nhiều càng tốt, như lúc nào cũng nói dẫn một phần người dân đi di cư hoặc là một số người dân tộc mà can đấy. Và tiếp tục là gì đây, chi cung mang chu giờ kê bà he này đó, mình nghe cái những cái phần người ta dẫn chuyện đôi lúc thì là gì đây, mình những chỗ này mình khó nghe tại vì lá quá là lắm, nhưng chỗ này mình bắt là bà ra cái người mà là gì đây, xuất thân từ cái tướng quân thời cái nước mà Kokura đấy, và dẫn một số người dân này, người dân di cư hoặc là người dân mà người dân tộc đấy hoặc Mãn Châu đấy, và đến là Mãn Chu, Mãn Chu là Mãn Châu, đến khu vực Mãn Châu để sinh sống để lập nước ra, thì cái người đó lập ra cái nước Bare này, Seun Hòa Ngưng người quê người cá Techo Dân imida. Tí cô cũng sẽ kể một cái sơ đồ nữa để liên quan nữa, còn nữa dài dài phía dưới, hồi lúc hôm trước chỉ có là gì đây tới Sinh La thôi, giờ dài phía sau nữa cho đến thời Tê Hang Minh Quốc luôn. Khi nào học đến thì kể tiếp. Đó, tiếp theo ở phần này như cô nói, vì sao cô đi nhanh như thế, tí cô kể bản tổng hợp lại thôi. Mình nắm ý chính thôi. Để mình trả lời cho chính xác, còn cái này nắm ý chính nó mới dễ nhớ, chứ không nắm ý chính nó rất là khó nhớ. Tiếp theo ở đây đến thời cô rơ này này, thời cô rơ này cô cho các bạn tìm hiểu một câu thôi tại vì nó còn nữa, nhưng mà hôm nay mình học tới thời Sinh La thôi, hết tới Sinh La tới hoặc là tới Bare thôi, còn thời cô rơ thứ năm mình tìm hiểu. Tại vì nó có vài câu thôi, nhưng mà học cái này không kỹ nó sẽ bị lẫn lộn và nó sẽ dễ, rất là dễ quên. Cho nên cái nào phần nào chắc phần nấy, đi chắc phần nấy là ok, học nhiều cũng thế, học nhiều mà quên cũng thế thôi. Tại vì nó có nhiều hoàng này, nó có nhiều thời này, và trong thời đó thì nó có những đặc điểm như thế nào này, mình có rất khó nhớ. Cho nên là hãy đi từng phần phần nào chắc và phần đấy. Và cái câu cuối cùng mà liên quan đến cái thời gì đây, cô rơ tiếp theo này, vì sao có thời cô rơ này này, là khi mà hậu Tam Quốc Hu Sam Quốc khi mà thống nhất Tam Quốc rồi, hậu là phía sau đấy, sau cái thời Tam Quốc thì Minh Chốt Thông Nguyên Ta Si Y Ru Ất Sư Nhân để dựng lên cái Minh gì đây, Minh Chốt Thông Nguyên là gì đây, dân tộc, thống nhất dân tộc đấy. Iru là dựng lên hoặc là để nói tiếp hoặc là để gì đây,
ví dụ như ước mơ của mình đấy, iru iru chima chúc cái giờ để trở thành ước mơ của mình đấy. Thì là gì đây? Iru i min chúc thông niên tả si iru yasu nha. Theo cái chế độ gì? Bọc chinh chơn che. Và tiếp tục là gì đây? Thông he nả ra ý đâm tô cô cura e gian dâm thô he bốc ha tà là hồi phục, cô cura là cô rơ là cô chi ưng, và gì đây cô rơ quan ưng cô nghĩ cá. Ở đây cô mới dịch từ cái đóng đóng ngoặc trở đây này, từ cuối trở lên này. Như cô nói hồi nãy, vì sao cái thời cô rơ này, vì sao đến cái thời cô rơ này, đất nước cô rơ? Vì là ông hoàng này này, hoàng cơm này này, ông muốn lặp lại cái thời cô cu rơ đầu tiên mà khi bị Xin La tiêu diệt, là để thống nhất Tam Quốc đó. Nó rất là lòng vòng à. Khi mà ở trong cái trường hợp này, thống nhất Tam Quốc với Xin La, nó thống nhất thì Tam Quốc nó tiêu diệt là cô cu rơ và Bẹt Tre rồi. Thì sau cái thời Xin La này, đến cái thời ông này, đến cái thời ông này là gì đây? Ông này, ông hoàng này, ông muốn lặp lại cái thời cô Kura ngày xưa, là dân tộc ngày xưa đấy. Thay vì ví dụ như chiến tranh này xong rồi nó còn sót lại, ví dụ sót lại những mầm mống đấy, thì cái những cái mầm mống đó là cái thời vào thời này này, ông hoàng này là cái thời của cô Kura đấy, dạng như là tiêu diệt nhưng mà tiêu diệt chưa tận gốc, dạng như thế diệt cỏ thì tận gốc ấy. Thì là gì đây? Thì là ông này ông mới nổi lên, ông mới nổi lên, ông lập nước cô rơ này, che lấy cái từ cô cô rơ này ra này, cô rơ nước trước của ông này đó, để thống nhất gì đây à, để thống nhất hậu ta và Tam Quốc, và lập ra cái thời cô rơ này để nhắc lại dân tộc và đặt tên. Đã, đặt tên nó giống nhau đúng không? Một cái là cô rơ, một cái là cao ly, một cái là gì đây, cao câu ly đó. Để gì đây, đặt tên và khôi phục lại lãnh thổ thông qua cái chính sách Bắc Tiến này à. Cho nên là bây giờ trong những câu này đó là cô làm quen cho câu hỏi thôi, cô không cho các bạn đọc, vì ở đây chỉ cần nắm chủ chốt nó mới nhớ, còn không là nó rất là lòng vòng đó, mình không đi theo từng hướng thì nó rất là lòng vòng. Bây giờ cô kể tiếp ha, kể tiếp một cái bản nữa. Hôm qua mình cái kể đến Sinh La rồi, thì bây giờ cô đi tới tới cô Cura này đi. Cô Cura này bữa sau từ thứ năm mình tìm hiểu tiếp liên quan đến cô Cura này nữa à. Bây giờ phía dưới à, rồi thấy chưa à, bây giờ cô bôi ở trên nha, cái này không cần đọc nha, cái này phải tìm hiểu qua như cô cái kể cho nó dễ nhớ. Ban đầu cô Tiêu Sơn thì như cô nói, nó có cái sự kiện gì đây? Hôm qua mình ghi rồi, là ai là người mở đầu ra cô Sơn, ai là người xây dựng ra nước đó, và nước đó có đặc điểm gì? Nước đó là thời đầu tiên của nước Hàn Quốc, và ổng lập ra cái chính sách, ông hoàng thượng lập ra cái đất nước đấy để với cái ý niệm gì đó, nó cái ý niệm gì đây? Lợi ích cho dân nhân nhân dân, lợi ích dân tộc hoặc lợi ích cho nhân loại đó, ở thời Chu Sơn nó có thế thôi. Rồi tiếp theo thời Chu Sơn nó có tiếp theo thời cô Sơn là gì đây? Có Kukura này, Kukura là đến gì đây, Kukura là tới Bẹt Tre này, thì ai là người đây, ai là người tạo ra Kukula, đất nước tạo ra Kukula, và ông tiếp theo với thời Kukula nữa thì ông hoàng thứ 19 ông lập lên cái gì? Ông hoàng thứ 19 ông làm gì đây? Mở rộng lãnh thổ đó. Cái thời cô Kura nó có gì, bao nhiêu cái ý chú ý đây? Mở rộng lãnh thổ à, ông mở ra nước Kura là ông khác, nhưng mà đến ông hoàng thứ 19 thì có một cái đặc điểm nó ghi vào lịch sử nữa, đó là ông gì đây, ông mở rộng lãnh thổ, và mở rộng lãnh thổ xong một còn một cái nữa là gì đây, dựng lên nước Kokura và dựng lên nước Bẹt Tre. Tiếp tục Kokura có nhiêu đó thôi, Kokura có nhiêu đó thôi, còn Bẹt Tre thì là ông nào dựng lên, ông hoàng nào dựng lên đây, và ông hoàng đó là con trai của ai đây?
À, nếu mà nhớ nhớ một số cái ví dụ như thế. Và tiếp tục cô Gura rồi là đến thời Xin La. Đấy, hôm qua tới thời Xin La rồi. Xin La ai dựng ra Xin La đây? Tiếp theo, đến ông hoàng số 30 thì nó có ghi vào lịch sử cái gì đây? Đó là ông hoàng số 30 là ông thống nhất được Tam Quốc, là thống nhất cả Xin La, Kokoro và Đẹp Trê lại là một. Rồi bây giờ tới đây thôi, tới Xin La rồi đó, hôm trước tới Xin La thôi. Được chưa? Đó, bây giờ tới Xin La rồi, như hôm qua cô nói. Tới cái thì Xin La này, thì Xin La này nó có những đặc điểm này đây. Xin La thứ nhất, ông hoàng thứ ba ai là người dựng ra Xin La? Và tiếp tục ông hoàng thứ 30 Sam xếp T à, xem chê Sam xếp T qua. Thì ổng có cái sự tích lịch sử gì để ghi vào lịch sử đây? Đó là gì đây? Thống nhất Tam Quốc. Thì ông hoàng đó tên là gì đây? Đó, ông hoàng đó tên là gì? Hôm qua mình kể tới đây rồi đúng không? Và liên quan đến cái thời Xin La này nó còn gì nữa? Tướng quân, Tràng quân. Tướng quân này nó còn liên quan đến cái gì? Tướng quân này, ông này tên gì đây? Tướng quân còn liên quan đến chế độ gì đây? Chế độ Hoa Lan. Hai này là một. Những cái thằng này là một. Đó. Cho nên Xin La Chang Kun là tên của ông hoàng thứ 13, Chang Kun này, Hoa Lan, Chê Tô nó đều nằm ở cái nước Xin La này thôi. Không liên quan gì đến Kukula và không liên quan gì Bẹt Chê hay không liên quan gì đó. Những cái nước Bẹt Chê thì mình cần nhớ là ai là gì đây, là vua thôi. À, nhớ quan trọng thôi. Còn cái thời Xin La này thì nó mới rộng hơn một chút. Đó, nó có là vua thời 30. Ai là ông mở cái nước này và ông hoàng số 30 để thống nhất Tam Quốc là ông tên gì và chàng cô này giúp ông này? Nằm trong cái chế độ này. À, đó cho nên là gì đây, bây giờ hỏi tới chế độ này, hỏi tới ông này, hỏi tới ông này thì liên quan tới cái này, hỏi tới cái này thì liên quan tới cái này, liên quan tới cái này, liên quan tới cái này. Đó, cho nên là Xin La nó bị như thế thôi. Tiếp tục thì Xin La tiếp theo nữa còn một cái nước nhỏ nữa mà nói gì đây, cái nước đó nó tồn tại thời gian rất là ngắn nên người ta chỉ ghi vào lịch sử thì nó không có gì đặc biệt, đó là như cô nói Bột Hải. Bài đây thì các bạn cần nhớ cái đất nước Bột Hải này là ai là ông hoàng dựng lên thôi. Đó, ai là dựng lên Bột Hải này thôi, là không, cái đất rất là nhỏ nên là không có gì chú ý tới. Nếu người ta như người ta có hỏi thì mình nhớ ông hoàng trả lời thôi, người ta sẽ không hỏi đến cái gì liên quan đến Bột Hải đâu, tại vì đất nước mà tồn tại trong thời gian ngắn nó không có gì đặc biệt thì người ta chỉ ghi tên vào lịch sử như thế thôi. Đó, thì vào năm 1000 dạng như là gì đây, à, năm 1000 gì 1000 là năm 676 thì 676 thì thống nhất Tam Quốc, thì ở ở cái nước Pare này nó xuất hiện vào năm 1698, tầm 20-30 năm sau rồi xuất hiện cái nước này, nhưng nó rất là thời gian ngắn, nó tồn tại tầm 10 mười mấy năm, 20 năm. À, là gì đây, nó là gì, bị lụi tàn, bị tiêu diệt rồi. Thì tiếp tục đến cái nước tiếp theo đó là cô rồi. Tiếp theo nữa đó, nhớ cho cô cái Xin La một thời gian Xin La rồi tới cái nước này nữa. Nhưng nếu như người ta nói là có hỏi đến thêm một cái nước này nữa thì người ta chỉ hỏi đến ai là người dựng lên cái nước này thôi. Cho nên mình nhớ cái ai là người dựng nên cái nước này đây. Hồi nãy cô mới ghi đó, các bạn nhớ ha. Đó là gì đây? T T Chu Dân. À. Bây giờ tiếp theo mình còn cái nước trước khi đi đến là Chu Sơn, mình còn cái gì đây? Cô Rơ này nữa.
Cô đơn này thì như cô nói, tuần sau mình tìm hiểu, mình nốt cái cô đơn này đi rồi. Rồi tuần sau nữa mình sẽ tìm hiểu đến cô Joseon, mình tìm hiểu từng phần, mình ôn lại từ cái thời Joseon cho đến thời cô đơn này. Để như này mình nắm chắc, nó sẽ rất là dễ quên. Nhiều tên hoàng thượng quá, nhiều chế độ quá thì nó rất là dễ quên. Cái nào nắm chắc phần nào thì mình đi tiếp nha. Mật học một lượt tất cả cái chính sách, thật là tất cả các nước phát triển, cái thời phát triển từ trước tới đến là Hàn Quốc luôn thì rất là lộn xộn, rất là khó nhớ. Thì tiếp theo để đến thời cô rơi này, cô rơi này các bạn nhớ cho cô ai là người dựng lên đó? Ai là người dựng lên nó thì mình có ai là người dựng lên gì đây? Cái nước Kokoro này mình có Hoàng Cầm. Cái ông đó tên Hoàng Cầm. Và Kokoro này nó có những cái gì nữa? Như cô nói thì thứ năm mình tìm hiểu. Nhưng mà về vì sao cái nước Kokoro này như cô nói hồi nãy là ông Hoàng Cơ này này ông muốn gì đây, thống nhất lại dân tộc mà của ông là vào cái thời gì đây, thời bị Silla này, thống nhất là thời cô Kura này, ông Bạch Chê này, xong đến nước Bạch Chê này là cái này, đó cho nên ông mới lấy tên y chang như cái này, gần bỏ chữ gì đây, bỏ chữ cu thôi đó. Ông mới lặp lại cái muốn muốn gì đây, tiêu diệt Sinh La để lặp lại cái nước Kokura còn thời ngày xưa dân tộc đấy, nên diệt gốc diệt cỏ chưa tận gốc, cho nên là còn nổi dậy cái ông này lên. Ổng là người thống nhất Tam Quốc, lập ra cái thời gì đây, sau hậu thống nhất Tam Quốc tiêu diệt ba cái nước này Sinh La, rồi Sinh La là tiêu diệt Kokura, bây giờ có một một ông hoàng ở thời này nữa. Ở muốn gì đây, lặp lại cái nước của ổng Kokura lại nữa đó, cho nên là anh cứ lấy cái tên y chang nhau, gần gần giống nhau, đó là Cao Câu Ly và Cao Ly đó. Cho nên là người ta hỏi thì người ta hỏi ai dựng lên nước Kokura này thôi, chứ ví dụ như dựng lên nước với ý nghĩa như thế nào hoặc là nó có giống với Kokura thì không, chắc là người ta không hỏi đâu, không giải thích từ vì sao. Vì như cô nói mình tìm hiểu đi, cái đó mình tìm hiểu thôi. Là ông hoàng này ông dựng nước ra để làm, ông làm gì đây, để thống nhất lại dân tộc và đặt tên cho nó với ý nghĩa là vậy đây, cái tên giống như cái tên của đất nước ngày xưa, khôi phục lại lãnh thổ thông qua cái chính sách gì 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 đó vân vân, thì mình không cần phải để ý vân vân cũng được đó, mình chỉ nhớ là nắm chắc được những cái này thôi đó. Bây giờ tới thời Silla nó có bao nhiêu đứa thôi, thời Kula nó có bao nhiêu đứa thôi, còn thời Kula thì nó còn đến vài câu liên quan đến những như là gì đây, như là thời cô rơ này bắt đầu mở rộng ra thương mại đấy, giao du với những nước nước ngoài đấy, giao du với những nước ngoài. Vì sao thành cô rơ này, vì sao người ta gọi nước Korea, một nước Hàn Quốc là Korea theo cái tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc là tiếng Nhật gì đó, vì sao thành là Korea, thì ngày mai mình tìm hiểu tiếp câu này của người ta hay hỏi này. Tại vì xuất thân, vì sao Hàn Quốc mà gọi là Korea, hồi gọi tên là Korea thì nó cũng xuất thân từ cái nước Korea này nghe này. Bắt đầu cái thì Korea này gọi là giao dịch thương mại đấy, giao dịch với những cái nước khác. Và cái đặc điểm của nó là vì sao là cái nguồn gốc của từ Korea, Korea này, cái từ Korea này mà ra đấy. Rồi tiếp theo ở đây thì nó có những cái gì đặc biệt, di sản gì đặc biệt, cái gì mà ghi vào lịch sử di sản quốc tế hoặc là như thế nào đó, thì ngày mai mình sẽ tìm hiểu tiếp cái này, tìm hiểu nhiều quá nó bị lộn xộn. Thì bây giờ cô sẽ cho các bạn nghe lại kể các câu cũ và câu mới từ câu 1 cho đến là câu, cô ghi là câu bao nhiêu đây, 20, từ câu 1 đến câu 20 đó, như theo cái hướng dẫn cái kẻ cái bản mình nắm theo những cái ý chính trong từng nước, nước nào nó có ý nào thì là gì đây, từ câu 1 tới 20 mình nắm chắc rồi, ok rồi cô mới đi tiếp, để không mà nữa hỏi người ta hỏi mình lòng sàng ngầu hết cả lên thì là ông hoàng này của nước này nói xỏ qua ông hoàng của nước kia thì chết luôn. Rồi tiếp theo nha, bây giờ cô hỏi từng bạn nha,
Bây giờ mình nghe luôn ha, từ cũ tới mới, mới hay cũ gì cô cũng hỏi ha. Và vì đây theo cô như cô giải thích để nắm những y chính đấy mà trả lời cho phù hợp. Vua nào của nước nào? Nước nào của vua nào? Từ nước nào đầu tiên rồi đến nước nào? Nước nào được thống nhất, nước nào tiêu diệt nước nào? Rồi bây giờ lương đi, lương trả lời được không em? Ừ, nhớ câu nào trả lời câu đấy ha. Rồi bây giờ cô bôi cái bảng cái hả? Rồi bây giờ bắt đầu nhé. Nước Nga đầu tiên chưa nhé, hơi bé. Nghe lại ha, Đại한민국 역사상 nghe lại ha. 우리나라 최초의 국가인 고조선을 세운 사람은 누구입니까? Nghe lại một lần nữa ha, cô để gần hơn một chút xíu mà. Ở đây. Không nhớ. Nghe được hiểu được hết câu không? À. 우리나라 최초의 국가인 고조선을 세운 사람은 누구입니까? 고조선 là cái thời đầu tiên ông nào vua dựng lên Go-Joseon đấy, nghe lại ha. Không. Ừ. Ai? À đúng rồi, nghe đó, nhớ người ta có chùa Go-Joseon mà. Vậy đây cái nước đầu tiên của Hàn Quốc, ông nào mà vậy đây lập lên cái nước Go-Joseon đầu tiên nhất của Hàn Quốc là ông vua đó đấy. Tiếp tục nha.광개토 대왕이 요동과 만주까지 용토를 크게 넓혀 나라의 전성시대를 이룬 나라는 어떤 나라입니까? 네. 광개토 대왕이 요동과 만주까지 용토를 크게 넓혀 나라의 전성시대를 이룬 나라는 어떤 나라입니까? Nghe lại một lần nữa. Bây giờ cô gợi ý cái gì mà mới gồng lãnh thổ, cái gì mà liên quan tới ông hoàng thứ chín đấy, gợi ý hết là hết.광개토 대왕이 요동과 만주까지 용토를 크게 넓혀 나라의 전성시대를 이룬 나라는 어떤 나라입니까? Ông hoàng nào? Đúng ai, đúng ai, cô ra ông nào mà mình nghe ông hoàng nào mà có liên quan đến gì đấy? Khoan kê thô tê quan, khoan kê thô, và mình nghe đến là gì, mở rộng lãnh thổ đấy, dôm thô khư kê.
Đó thì những mở rộng lãnh thổ này liên quan đến ông hoàng mà tên là gì đây? Khoang Kê Thô là liên quan đến nước Khô-Khu-Rơ. Đấy, đó cho nên là vì sao hôm cô kể các bạn nó cái gì nó liên quan đến đó. Thì người ta hỏi đến đó là mình biết nước nào. Tiếp.광개토 대왕 때 한반도 중부 지방과 만주까지 영토를 넓혀 한국 역사상 가장 넓은 영토를 차지한 나라는 어디입니까? Không, Jeju-do không phải là Nara nha. Nhớ nha. Không phải là Nara. À, Kokuroi-neda, nghe kỹ nha. Cái nào mà ông hoàng khoan kê thô nó đâu có liên quan đến Jeju-do. Người ta khoảng bây giờ nghe kỹ lại cái từ nè, cái câu này nhé.만주까지 영토를 광개토 대왕 때 Dạ, thề phán kí tô thề quan. Đó, nghe tiếng gọi ông hoàng한반도 này.중부 지방과 만주까지 영토를 넓혀 한국 역사상 가장 넓은 영토를 차지한 나라는 어디입니까? 나라 nha, Nara chứ không phải là gì. À, chơi chú tôi gì hết nha. Tiếp theo.대한민국 역사상 최초의 국가는 어디입니까? Nhìn đi con này ha. Bây giờ nghe lại.대한민국 역사상 최초의 국가는 어디입니까? Đúng rồi, nước Nga đầu tiên của Hàn Quốc đã liên quan đến cái nào đầu tiên, cái nào đến ông hoàng tàng cun đấy á. Tiếp tục.신라 시대의 유명한 장군으로 화랑 출신이며 삼국 통일에 큰 공을 세운 인물은 누구입니까? Đúng rồi, Kim Du Xuyên, cái tướng quân nào đây, cái tướng quân là mà trong nằm trong chế độ Hoàng Lan đó. Như cô nói đó, Silla nãy tôi kể đó, có bốn cái cần mình chú ý thôi. À, đấy, cái thời Hoàng Lan nếu như người ta hỏi tướng quân đó ở cái quốc gia nào thì chỉ có quốc gia Silla mới có tướng quân là Kim Du Xuyên thôi. À, cái đó là xây tới xây lui xây. Đúng rồi, nó cùng đáp án cho nên là gì đây, như cô nói đó, cùng đáp án nhưng mà mình nhớ, mình nghe cái nẹo mình nhớ đấy. Như cô nói Sinh La có rất nhiều câu hỏi, hoặc là khi đi đi, đi thi người ta lại hỏi câu hỏi khác nữa về Sinh La nữa, nhưng mà nó có nội dung chính của nó chỉ có bấy nhiêu thôi. Nội dung chính thì Sinh La này ghi vào lịch sử và có bấy nhiêu người ta mới là hỏi của mình thôi. Cho nên là các em nhớ thì Sinh La là có tướng quân nào và có chế độ nào, như cô nói đấy, kể cái đó hết á, có bốn cái đó thôi, nó rất là dễ nhớ, nắm ý chính thôi, cho nắm câu hỏi hỏi tới hỏi lui hỏi xuôi hỏi ngược, rất là nhiều câu hỏi nhưng mà vẫn một đáp án. Tiếp. 신라의 장군으로 백제와 고구려를 나당 연합군으로 멸망시키고 삼국 통일에 최고의 공을 세운 장군은 누구입니까? 오케이. 신라 제30대 왕으로서 삼국 통일을 완성한 왕은 누구입니까? 대조연, Đế-chu-dân là người lập ra Bột Hải nha, Phá Ra nha. Đế-chu-dân. À, nghe lại nha. Đấy, cho nên là nhiều nhiều ông hoàng quá rồi mới khỏi.신라 제30대 왕으로서 삼국 통일을 완성한 왕은 누구입니까? Đúng rồi, thời 30 mà thống nhất Tam Quốc là ông này là chỉ có gì đây, Mu 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 Hoàng. Đó, nghe nhiều hoàng quá cho nên là cô phải là những câu này phải nghe kỹ lại.
인재 양성을 위해서 조직된 화랑 제도는 어느 나라에 있습니까? Hoa Lan chơi tôi không liên quan gì đến Cô Rơ Cô Rơ cũng không có Hoa Lan chơi tôi luôn.